Thưa quý vị và các bạn, giải hội tụ nhiệt đới có xu hướng nâng trục lên phía Bắc, kết hợp với đới gió đông nam ẩm của khối không khí biển lấn vào là nguyên nhân khiến cho mưa rông xuất hiện nhiều hơn ở các tỉnh Bắc Bộ. Trong đêm qua và sáng nay, mưa vẫn còn xảy ra trên diện rộng. Lượng mưa ước tính đạt từ 20-40mm, khu vực Nam Đồng Bằng thì lượng mưa có thể lên tới từ 50-100mm. Đến trưa chiều, gió đông nam suy yếu, giải hội tụ nhiệt đới cũng không còn mạnh nữa, trời chuyển nắng, nền nhiệt cao nhất trong ngày tăng lên ngưỡng từ 32-34 độ. Khu vực vùng núi phía Bắc có nơi nhiệt độ cao từ 35 độ, trời nắng nhẹ. Dự báo từ ngày 16 tháng 7, khi vùng áp thấp phía Tây có xu hướng phát triển và mở rộng dần về phía Đông, thì nắng nóng bắt đầu có xu hướng gia tăng trở lại. Đợt nóng này sẽ kéo dài đến khoảng ngày 19 tháng 6, trước khi miền Bắc đón một đợt mưa mới, cục bộ có nơi có mưa vừa mưa to từ ngày 20 tháng 6. Ở miền Trung, một dọc các tỉnh thành phố từ Thanh Hóa trở vào cho đến Thừa Thiên Huế, trong đêm qua và sáng nay cũng có mưa rào và dông trên diện rộng. Trong đó, khu vực từ Thanh Hóa trở vào cho đến Hà Tĩnh là những vùng có mưa vừa mưa to với lượng xấp xỉ mức 100mm. Trong khi đó, ở các tỉnh thành phố từ Đà Nẵng trở vào cho đến Bình Thuận, chiều tối nay chỉ có mưa xảy ra ở một vài nơi, trong ngày thì trời có nắng. Thì nhiệt cao nhất ở miền Trung, vùng từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế dao động trong khoảng từ 31-33 độ. Còn ở các tỉnh thành phố từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận, nhiệt độ cao từ 33-35 độ. Sang những ngày cuối tuần, khi vùng áp thấp nóng phía Tây bắt đầu mở rộng, thì nắng nóng và nắng nóng gay gắt cũng dễ quay trở lại tại Trung Bộ. Ở phía Nam, giải hội tụ nhiệt đới nâng trục lên phía Bắc cũng khiến cường độ gió Tây Nam suy yếu, nhưng từ hôm nay mưa tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ cũng sẽ bắt đầu giảm dần. Dự báo trong chiều tối nay, tại cả hai khu vực này vẫn còn có mưa ở nhiều nơi, những điểm có mưa to trên 50mm, tập trung ở phía Tây của Kon Tum, Gia Lai, Đắk Nông, Bình Phước, Đồng Nai, Bình Dương hay là Tây Ninh. Các khu vực còn lại thì lượng mưa chỉ ở mức từ 10-30mm. Nền nhiệt ở khu vực Tây Nguyên có xu hướng nhích nhẹ lên mức từ 26-29 độ, trong khi ở khu vực Nam Bộ thì nhiệt độ cao từ 28-31 độ. Trên biển trong hôm qua, cơ quan khí tượng Philippines đã bắt đầu cảnh báo về việc sẽ có xoáy thuận nhiệt đới hình thành ở vùng biển phía đông nước này trong khoảng ngày 20 đến ngày 26 tháng 7. Xoáy thấp này sau đó có thể sẽ di chuyển vào biển Đông và mạnh lên thành bão, không loại trừ khả năng gây ảnh hưởng trực tiếp tới đất liền của nước ta. Tuy nhiên, do mới chỉ là dự báo xa nên vẫn cần thêm thời gian để có thể khẳng định chính xác. Diễn biến về vùng xoáy thấp này sẽ được chúng tôi cập nhật chi tiết cho các bản tin tiếp theo của kênh. Vì thế, theo dự báo, từ nay đến hết năm 2022, trong khu vực Biển Đông còn khoảng từ 10 tới 12 cơn bão và áp thấp nhiệt đới.